Rồi, hello, xin chào cả nhà. Bây Năng giờ lượng tin báo. mời cả nhà cùng theo chân em xem thứ em lọc dừa bằng tay, bằng hai tay không thứ thứ ra ra được trái dừa không nha cả nhà. Tạm dừng phím. thứ bắt đầu mình lọc thứ nó hết trái dừa hay không nha. Bây giờ bắt đầu mời cả nhà cùng đi. Bấm chuột tự lấy Năng nhá, lượng xin tin báo phí. 0%. Lọc khoảng 30 phút. Tâm lượng tin báo 0%. Cái nha, bây giờ lọc chơi lọc mùa dịch em chơi lọc dừa bằng tay luôn. Cha sóc cả nha. Gần nửa trái dừa. Hả? Lọc nhiêu nãy gì? Gần gần trái dừa nữa nha. Chị quay chị sát vô chị vô quay ngon thẳng quay cho ta lấy búa đập ra tiếp. Lọc dừa chưa mới nha cả nhà, người ta chơi bằng tay mình chơi bằng búa. Cái búa búa cũ giống là rớt luôn. Một phút đâu. Chơi lọc dừa bằng tay luôn. Quay lên cho quay chị dừa quay hình, quay toàn dạng luôn. Đây trái dừa bự lọc khó. Làm miếng bự lọc luôn. Ui. Đưa một miếng bé quay. Nghĩ... Quỳnh nào, bên mùi chùa chùa ta. Đó. Đây. Dừa già rồi. Nó dừa bự ta, bự trắng cho nha. Nhìn chứ mấy anh nó nhỏ nhưng mà quay nó bự lắm. Quay hình con nước lên. Giờ tiếp tục lọt nữa nhé cả nhà. Một phút. Tạm dừng phím. Chào. Tạm dừng phím. Tin báo. Này chơi lọt vừa bàn tay luôn. Cảm giác nó có đeo không? Không. Cẩn thận chứ không là nó cắt đứt cái tay này cả nhà. Một cẩn thận chứ không là phải lấy búa bầm ở đây là chứ nó không là nó bị chứ không là bị đứt cái tay. Đứt là đang dịch đây các bác sĩ là chữa bệnh cho những người bệnh dịch không à, chứ không lo ở đây được. Ui. Miếng này to dữ vậy, to miếng to không nãy giờ lọc bao nhiêu miếng rồi, một đống này tháng nè, quê dữ vậy. Để tính thử nha, một miếng này nha, hai miếng, ba miếng, bốn miếng, năm sáu miếng nha chị nha, bảy miếng, tám miếng, mười miếng, mười một miếng, mười hai miếng. Cái này nó cứng mà mình chơi búa. Dừa nó khô quá khô. Dừa non, dừa non lọc dở hay lọc khó? Dừa non sao? Hai trăm lứ thuốc là chưa xeo ấy và nó là bị cái thành chết lên đấy. Thành công bí tám số đó. Quay
miếng rất to lúc hơi rất to luôn, rất là to. Lọc cái đây cứng cả nghe mấy phút 17 rồi. Hả? 4 phút, 5 phút rồi. Ủa kho, cho kho luôn rồi. Thì ăn không. Về lọc dừa ra kho. Món dừa ăn cơm. Chơi bằng tay luôn. Ui, lọc dừa dừa cả phiếu trắng rồi. Dừa vô cháy sáng rồi. Đấy, dừa vô cháy cháy. Quê cái trái quá nó bự chà bá mà. Lột đi còn có chút chiếu luôn á. Này cả nhà. Thấy không? Đấy. Trời ơi. Tranh bóc luôn, lột hết giờ luôn. Còn nửa nữa. Một nửa, đây là một nửa trái dưa rồi. Còn một nửa trái. Ôi thánh ơi, cái ngọc xa, ngọc viên chỗ anh nồng ấy. Còn bể thì lắm, chỗ đó, chỗ gò rồi đó. Nào cũng lắm, bể lắm, to rồi nào. Đè, đè người lột dừa. Bữa nay hết like mà, bữa nay đi lột dừa luôn. Nay hết ra video gì giờ, nay chơi video lột dừa cả nha. Nửa trái phải không? Ra trái nửa trái dưa rồi mà. Ui, ui nó có nâng nó rồi, xưa nó rồi. Xưa nó rồi chưa? Kéo. Kéo. Trái dưa này nha cả nhà. 1, 2, 3, bắt đầu. Không chơi búa nha. Thâu vay 80 phút kho luôn rồi chú. Làm cái video được á. 6 phút bị gần bị rồi. Uầy. Uầy. Nhìn ở trong mẹ anh nó nhỏ mà ra và đào mấy cái giò vô thì bự. Chẹp ba. Nó dốc cho luôn. Nó dốc cho luôn. Lột sáng vô 3-4 trái dưa. Trái thứ hai. Chào. Không. Hết. Không dùng búa. Làm cái tay đấy rớt hết ra. Được 500 ngàn. Ok. Bữa nay được người đóng nước trả tiền cả nhà. Bắt đầu. Ui. Âm lượng quần báo gần hết cái dưa rồi nha cả nhà. Gần hết cái dưa rồi. Ra chưa? 500 cái. Gần ra. Làm cái đi cái áp dụng của trong trái dưa, do nên là các bạn hay đeo khẩu trang vô mà lột nha, chứ không hướng cái hay gì hết lột luôn. Bụi lắm nè, dính tay của Ngọc Đan này nha. Đấy, dính tay bụi luôn, cả chân luôn. Uầy, mén nữa hết Ngọc Đan ơi. Chơi lần đầu tiên chơi lột dừa bằng tay luôn. Mấy bữa Ngọc Đan cho em ra tiệm nhờ nó lột không, bữa nay dịch không ai bị mở cửa nên Ngọc Đan tự chơi luôn. Hết chưa Ngọc Đan? Hết chưa? Còn một chút nữa. Chín
phút. Quay tới mười mấy phút luôn, khờ luôn. Chiều đẹp quay luôn. Chỗ đây nó cứng cái này. Đâu rút ra chứ? Không rút cái búa không? Chỗ đây nó cứng thành phải dùng búa. Cái dưa, dưa tròn như chị Băn chị em chơi rồi. Tròn chị Băn chơi. Của chị em. Đó. Ui. Cái bụi này cả. Ê, xin như bụi gỗ luôn á. Ui. Rồi, hết rồi. Ui, nặng dữ ấy. Nặng quá nặng nghe Ngọc Đăng ơi. Rồi, đưa cho đưa 500 ngàn đây. Thiếu, thiếu nhưng mà không có thiếu nhiều đâu. Bây giờ lột hết rồi cả nha. Bữa nay ngân hàng không dịch không mở cửa, bữa nào rút lại nha Ngọc Đăng. Nợ nha. Rồi cả nhà thấy em chơi lọc dừa bằng tay hay cho em một like. Cho em một like và một subscribe nha. Nước mặt lên. Và chia sẻ video của em nhé cả nhà. Bye. Bye. Caramel bye luôn nha.